Như thế cho chính xác chứ Bill ngồi đếm mắt thì anh đếm không nổi. Em đếm được không? Dạ không anh. Đếm đi. Dạ anh Kỳ Lân ơi. Ơi anh dạ. Đây. Ờ, cái này là cái gì vậy anh? Cái này là vàng. Nhưng mà em không biết là khách biết, nhưng biết, dạ. biết hỏi cái gì rồi. Ê, em hỏi là cái này làm cho gì đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là cái quay cầm của chiếc túi sách mà mình mới vừa hoàn thiện xong đó em. Đây là cái quay vàng mà mình chế tác từ full vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Blue Gold. Vàng không bọt không xốp, cứng và nặng chắc chắn như thế này nè. Cái này là cái logo cũng được mình chế tác từ vàng nguyên khối AU750 chuẩn hội ngoại vàng hồng Blue Gold, ánh sáng bóng và lấp lánh. Vì sao mà lấp lánh như thế này? Dạ. Nhìn ai cũng biết. Dạ. Anh biết không? Dạ, hình như là nó được đính full kim cương đúng không anh? Đúng rồi, đính full kim cương trên bề mặt logo này. Và những viên kim cương này á là những viên mà anh đã tuyển chọn từng viên một với những thông số đẹp nhất để cho anh phát huy tối đa sự chiếu sáng lấp lánh và kết hợp với kỹ thuật chuyên môn cao cấp của công nghệ máy móc chuyên nghiệp chia tỷ lệ ổ hột và kỹ thuật chuyên sâu nhận hột cũng như là kỹ thuật làm nguội để cho bề mặt đáy ở những viên kim cương luôn luôn sạch sáng. Những viên kim cương này đã là thông số đẹp rồi, kết hợp với kỹ thuật chuyên môn làm nguội cho mặt đáy, làm cho sự phát huy tối đa sự chiếu lấp lánh của những viên kim cương, nên lúc nào sản phẩm bên Kỳ Lân mình cũng long lanh lấp lánh như vậy đó em. Dạ anh Kỳ Lân ơi. Ơi mà cái này mình đi giám định chưa anh? Mình mới vừa hoàn thiện, anh vừa đang cầm anh ngắm cho đã nè em. Sau đó rồi bây giờ anh sẽ cho đi kiểm định, đi phân tích thành phần vàng nè, đi kiểm định từng viên kim cương đó. Thì tất nhiên tất cả những sản phẩm mà từ vàng và kim cương của Kỳ Lân mình thì đều bắt buộc phải có giấy phân tích thành phần vàng, giấy kiểm định vàng và kim cương, đi đo máy quang phổ phân tích tuổi vàng và các thành phần kết hợp bên trong, cũng như là phải đi kiểm định ở những nơi trung tâm được cấp phép kiểm định và những trung tâm đó cấp giấy chứng nhận cho mình bằng cách là có kết quả giám định, chụp hình sản phẩm đưa vào giấy kiểm định và đóng mộc ký tên. Dạ anh Kỳ Lân ơi, em thấy nó lấp lánh quá mà hình như là bao nhiêu viên vậy anh? Bao nhiêu viên hả? Dạ. Bao nhiêu viên thì bây giờ để chính xác thì anh phải đi kiểm định để cho máy móc đếm luôn, chứ bây giờ em biết anh đếm bằng mắt hả? Đếm mờ luôn á. Thật ra trong file thiết kế mình có bao nhiêu viên rồi, nhưng mà hiện tại đang ngồi coi, đang ngồi xem nên anh không có nhớ. Bây giờ muốn chính xác thì mình cứ dựa vào cái file đó hoặc là cái giấy giám định là mình biết. Tại vì trên mỗi giấy giám định thì sẽ có ghi rõ là bao nhiêu viên luôn. Như thế cho chính xác chứ Bill ngồi đếm mắt thì anh đếm không nổi. Em đếm được không? Dạ không anh. Đếm đi. Không, thật ra đếm thì vẫn được nhưng mà nó chiếu quá, cái nó lấp lánh quá, cái mình nhìn nó bị nhầm. Mà đếm cái lấp lánh, cái viên này lấp lánh chiếu qua viên kia lấp lánh chiếu qua viên nọ, cái làm ra mình hoa mắt. Bởi vì kim cương là sự long lanh lấp lánh chiếu sáng, đặc biệt dưới ánh đèn. Mà những viên này là những viên đẹp, thông số chuẩn nữa. Mà bây giờ ngồi đây đếm không được, khó lắm. Và sau khi anh xem ngắm xong hết rồi, bắt đầu anh sẽ cho đi kiểm định phân tích thành phần vàng cũng như là giám định xong thì sẽ có giấy đó, anh sẽ đọc cho em là bao nhiêu viên và tổng trọng lượng là bao nhiêu ca kim cương trong này luôn. Dạ anh Kỳ Lân ơi. Ừ. Bây giờ mà em muốn làm cái logo mà tên của em mà đính lên cái túi sách riêng của em thì có được không anh? Tên của em? Dạ đính logo lên của công ty, hoặc là cái hình người yêu của em, hoặc là một cái dấu ấn gì của người yêu của em luôn, bất cứ cái gì mà em muốn lên anh làm bằng vàng và kim cương cho em được. Em chỉ cần đi yêu cầu thôi, anh sẽ thực hiện. Kể cả cái túi sách anh làm theo công năng sử dụng của em luôn, sau đó anh đưa cái thương hiệu của em vào, hoặc là cái biểu trưng, biểu tượng, hoặc là bất kỳ cái họa tiết nào mà em muốn, mà thể hiện được sự phong cách của em, sự cá nhân hóa của em, và sự thậm chí là sự độc bản. Anh tạo cho em những sản phẩm độc bản cá nhân của em luôn, mà chỉ em mà thôi. Thì anh sẽ tạo từng sản phẩm, từng chi tiết, từ công năng, từ họa tiết, từ chi tiết đều là theo yêu cầu hết. Bởi vì Kỳ Lân mình là đơn vị chuyên phục vụ sở thích và phục vụ cảm xúc. Tất cả những sản phẩm cao cấp, đặc biệt là sự cá nhân hóa, kết tâm tạo ra những sản phẩm độc bản mang đậm phong cách cá nhân của từng quý khách. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.